Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình đi đào khoai mì để nấu chè các bạn. Làm cái chè khoai mì. Kim mà giờ không biết nằm cũ nằm đâu. Đào có mấy len hả các bạn? Này ra đào mới có hai gốc. Có mấy len hả các bạn? Hai gốc mà được như đây nè, như là đủ nấu rồi nè. Đây nè. Này thử đào thêm một cây nữa nha các bạn. Cái lá này đừng để gốc này nha. Rồi đất rồi. Ăn ngang á. Nó cũ nó cả nha. Rơi số 19 nè. Cái khoai mì mình đào mình lột được bao nhiêu nè các bạn, cũng được hơn 10 củ nha, lớn nhỏ đầy đủ nha. Cái này lột sạch xong rồi mình ngâm nước các bạn, ngâm nước nguyên đêm nha. Đó, củ đó là bự nhất các bạn, củ đó chắc cũng cả kilo bự nhất luôn. Đây mình hứng lại nước sạch, mình ngâm ngâm nguyên đêm nha. Cái khoai mì này mình cân được khoảng 3,5 kg các bạn. Giờ thì
tới cái công đoạn là mình tách nhỏ khoai mì ra nha, lấy cái cọng dây ngay giữa của khoai mì ra các bạn, dây đó nó rất là cứng nha. Sau khi mình lấy cọng chỉ ở ngay giữa rồi thì cắt nhỏ nhỏ ra các bạn, để đừng để vô trong máy xay nhuyễn nha. Cái máy xay thịt này của mình hiện tại xay nó không có nhuyễn cái khoai mì được các bạn, thành ra giờ mình xay hai lần nha, mình xay tạm thời cho nó nhuyễn như thế này thôi chứ nó không có thành bột được nha. Thì xong rồi mình mới đem vô máy xay sinh tố thì mình xay thêm lần nữa. Loại máy này tại nó chuyên xay thịt đó các bạn. Đây các bạn, nó xay chỉ được như thế này thôi nha, nó không có quá nhuyễn được. Thành ra mình sẽ xay hai lần nha. Cái khoai mì này mình để vô trong cái cối quay sinh tố đó các bạn, xay thêm một lần nữa thì nó mới nhuyễn được nha. Xay xong rồi mình đổ ra cái vợt các bạn. Đổ cái vợt mình... này phải cho miếng nước mới được nha. Tại vì khoai mì xay trong cái cối sinh tố thì nó khô thì nó không có xay được. Cái cối này của mình là chiên toàn là chiên xay sinh tố không à. Phải còn tí xíu nước rồi xong rồi hồi mình lược lại nha. Đây các bạn, lược cái nó chảy nước xuống vậy nè. Dắt cho nó khô. Rồi mình dắt khô giống vậy nè. Dắt ở trên này cho nó khô lại nha. Khô rồi đổ vô thau nó đó. Rồi nó nước này một hồi lắm cặn lại. Bỏ nó trong lấy cái cặn là mình bỏ nó đó. Cái nước này tí xíu mình lắng lại nha các bạn. Lắng lại vẫn lấy cái bột, cái tinh bột nó ra được nha. Còn nước ở trên thì mình đổ bỏ. Cái nước bột khoai mì các bạn. Nãy giờ để nó lóng lại gì nè. Giờ đổ nước bỏ nha. Rồi chuẩn bị mình dò viên. Bột nó đông lại cứ ngắt rồi các bạn. Như cái này gọi là bột năng hả? Lắm nước rồi. Cái này mình cho khoảng 2 muỗng cà phê muối các bạn, với 4 muỗng canh đường nha. Vô trong cái bột này mình rải đều mình dò viên nè. Này bây giờ là mình đang dò viên các bạn. Dò viên khi nào hết cái thau này thì đem đi hấp nha. Nước nấu nãy giờ cũng sôi rồi. Bỏ vài con lên dưới chừng thôi. Mày sau khi hấp được nửa tiếng là bắt đầu mày chín rồi đó. Giờ mình nhắc sốt mình bắt đầu nấu chè. Nước mé nha các bạn. Không nấu mé thì sao khỏi để được. Cái này nước mé nè các bạn. Nấu làm cái chất ngọt nước đường á. Còn bên đây mấy viên khoai mì nha. Hấp nó cũng này chín luôn hả? Chín rồi các bạn. Giờ mình bỏ qua bên cái nước đường cho ngọt nha. Nước mía các bạn, mình nấu cho nó kẹo lên. Bỏ hết rồi, nó bỏ hết rồi. Khoai mì này tới 3,5 kg lận. Này này mình để một ít các bạn. Để một nửa không? Tạm một nửa đi. Miếng ở đây. Còn như đây các bạn, chừa lại như đó nha. Còn bên đây thì mình lấy xài như đây, còn có nước đường. Giờ có nước nó rồi đây. Cái này nãy lọc được như đây bỏ nó nè, giờ đổ vô đây đặng nè. Cho cái nước nó kẹo kẹo. Bột nó giống như bột năng vậy hả? Vậy nhiều nước đó cho nó
mau, đổ ra chế thêm nước vô. Có nước dừa gì chưa? Để vô luôn nè. Để vô mình bỏ cái muối nè. Nước cốt dừa lon. Cái này nước cốt dừa lon các bạn mình mua sẵn ở siêu thị nè. 400ml. Tầm khoảng hai mấy ba chục ngàn lon các bạn. Giờ mua đổ vô đây luôn nha. Xài lon này thì nó cũng tiện. Các bạn khỏi cần phải đi chợ nào dừa hết. Chừa lại chút đặng thôi đổ vô trong. Thì mình đổ vô mình chừa lại một miếng các bạn. Sau lên là bắt đầu ăn được rồi đó. Nấu bằng nước mía khỏi để đường. Cái này mình nấu bằng nước mía các bạn. Mình xay mía ở nhà mình trồng, mình xay ra mình nấu luôn nha. Khỏi cần khỏi để đường, khỏi tốn đường. Vậy là xong cái nồi chè đó các bạn. Còn bên kia hấp nha. Chưa có. Cái đó chắc để mẹ cho ăn chắc ngon hả? Ừ, cái này ăn nãy bỏ đường muối ăn vừa ăn cũng ngon lắm. Cái nồi chè giờ đã hoàn thành rồi các bạn. Giờ mình múc ra mình dùng thử nha. Giờ nó rất là thơm các bạn. Nãy bỏ miếng lá dứa vô á. Có mùi lá dứa vô thơm cực kỳ luôn. Cộng thêm cái đường mía nữa các bạn. Đường mía nó có cái mùi thơm tự nhiên á. Mè mè mình cũng rang một miếng để lên ha. Vậy là đã hoàn thành xong cái chén chè rồi các bạn.